Này xá lợi tử nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp môn giải thoát không, chẳng ly tán pháp môn giải thoát không, chẳng hòa hiệp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng ly tán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bậc cực kỳ, chẳng ly tán bậc cực hỷ, chẳng hòa hiệp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng ly tán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp năm loại mắt, chẳng ly tán năm loại mắt chẳng hòa hiệp sáu phép thần thông chẳng ly tán sáu phép thần thông vì sao vì các phép như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp mười lực Phật, chẳng ly tán mười lực Phật, chẳng hòa hiệp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng ly tán bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp 32 tướng đại sĩ, chẳng ly tán 32 tướng đại sĩ, chẳng hòa hiệp 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng ly tán 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp không quên mất, chẳng ly tán pháp không quên mất, chẳng hòa hiệp tánh luôn luôn xả, chẳng ly tán tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử, nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp trí nhất thiết, chẳng ly tán trí nhất thiết, chẳng hòa hiệp trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng ly tán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp quả dự lưu, chẳng ly tán quả dự lưu, chẳng hòa hiệp quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, chẳng ly tán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng hòa hiệp tất cả hạnh đại bồ tát chẳng ly tán tất cả hạnh đại bồ tát chẳng hòa hiệp quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng ly tán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán này xá lợi tử như thế là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa dõng mãnh tránh cần tu đạo bồ đề lúc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp hoàn toàn không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán thì tại sao đại bồ tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát ở trong đó tu học Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật đa, thì chẳng bao giờ có thể đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, xá lợi tử, Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu Đại Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật đa thì chẳng bao giờ có thể đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, các Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa mới có thể chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, sở cầu quả vị giác ngộ cao tột của các đại bồ tát cần phải có phương tiện thiện xảo mới có thể chứng đắc chứ chẳng phải không có phương tiện thiện xảo mà có thể chứng đắc này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nếu thấy có tự tánh của pháp có thể nắm bắt được thì nên có thể chấp thủ, nhưng chẳng thấy có tự tánh của Pháp có thể nắm bắt được, thì sẽ chấp thủ cái gì? Nghĩa là chẳng chấp thủ, đây là bát nhã ba la mật đa, đây là tịnh lự ba la mật đa, đây là tinh tấn ba la mật đa, đây là an nhẫn ba la mật đa, đây là tịnh giới ba la mật đa, đây là bố thí ba la mật đa, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thể thân ý xứ đây là sắc sứ, đây là thanh hương vị xúc pháp sứ đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra. Đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đây là các pháp từ duyên sanh ra, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thù hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại. Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Đây là bốn niệm trụ, đây là bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm can năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đây là thánh đế khổ đây là thánh đế tập diệt đạo đây là bốn tịnh lự đây là bốn vô lượng bốn định vô sắc đây là tám giải thoát đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là pháp môn Đà La Ni, đây là pháp môn Tam Ma Địa, đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông đây là mười lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, đây là ba mươi hai tướng đại sĩ, đây là tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác. Đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đây là phàm phu, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, đây là Như Lai. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thật rõ biết, tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt, đó là bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt, tịnh lự ba la mật đa chẳng thể nắm bắt tinh tấn ba la mật đa chẳng thể nắm bắt, an nhẫn ba la mật đa chẳng thể nắm bắt. Tịnh giới ba la mật đa chẳng thể nắm bắt, bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt, sắc chẳng thể nắm bắt, thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt, sắc xứ chẳng thể nắm bắt, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt, nhãn giới chẳng thể nắm bắt, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng thể nắm bắt, sắc giới chẳng thể nắm bắt, thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt. Nhãn xúc chẳng thể nắm bắt, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng thể nắm bắt, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt. Địa giới chẳng thể nắm bắt, thủy hòa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt, nhân duyên chẳng thể nắm bắt, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng thể nắm bắt. Các pháp từ duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt, vô minh chẳng thể nắm bắt, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não chẳng thể nắm bắt, pháp không nội chẳng thể nắm bắt, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không, không bản tánh pháp không, không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt tám giải thoát chẳng thể nắm bắt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt, pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt, pháp môn tam ma địa chẳng thể nắm bắt, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt, bậc cực hình chẳng thể nắm bắt, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt, ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt, tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc chẳng thể nắm bắt, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt quà dự lưu chẳng thể nắm bắt quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nắm bắt quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể nắm bắt tất cả phàm phu chẳng thể nắm bắt tất cả thanh văn chẳng thể nắm bắt tất cả độc giác chẳng thể nắm bắt tất cả đại bồ tát chẳng thể nắm bắt tất cả như lai chẳng thể nắm bắt này xá lợi tử ba la mật đa chẳng thể nắm bắt ấy tức là ba la mật đa không chướng ngại ba la mật đa không chướng ngại như thế tức là bát nhã ba la mật đa các đại bồ tát nên học ở trong đó này xá lợi tử các đại bồ tát khi học trong đó còn chẳng đắc sự học huống là đăng quả vị giác ngộ cao tột huống là đắc bát nhã ba la mật đa, huống là đắc pháp bồ tát, huống là đắc pháp chư Phật, huống là đắc pháp độc giác huống là đắc pháp thanh văn, huống là đắc pháp phàm phu. Vì sao? Này xá lợi tử, vì không có một chút pháp nào có tự tánh. Trong pháp vô tánh là tự tánh như thế, thì có gì là pháp phàm phu? Có gì là pháp dự lưu? Có gì là pháp nhất lai? Có gì là pháp bất hoàn? Có gì là pháp A-la-hán? Có gì là pháp độc giác? Có gì là pháp Bồ-Tát? Có gì là pháp Như-lai? này xá lợi tử các pháp như thế đã chẳng thể nắm bắt được thì nương vào pháp nào mà có thể đặt bày có bổ đặc già la bổ đặc già la đã chẳng thể nắm bắt được thì làm sao có thể nói đây là phàm phu đây là dự lưu đây là nhất lai đây là bất hoàn đây là a la hán đây là độc giác đây là đại bồ tát đây là như lai ứng tránh đẳng giác khi ấy xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều không có tự tánh hoàn toàn chẳng phải thật có thì y cứ vào đâu mà có thể rõ biết đây là phàm phu đây là pháp phàm phu đây là dự lưu đây là pháp dự lưu đây là nhất lai đây là pháp nhất lai đây là bất hoàn đây là pháp bất hoàn đây là A La Hán, đây là pháp A La Hán. Đây là Độc Giác, đây là pháp Độc Giác. Đây là Đại Bồ Tát, đây là pháp Đại Bồ Tát. Đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác, đây là pháp Như Lai ứng chánh đẳng giác. Phật dạy, này xá lợi tử, theo ý ông thì sao? Có phải thật có sắc, thật có thọ tưởng hành thức, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Xá lợi tử thưa, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có nhãn xứ, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có sắc xứ, thật có thanh hương vị xúc pháp xứ như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có nhãn giới thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới như các phàm phu ngu si chấp chăng bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có sắc giới thật có thanh hương vị xúc pháp giới như các phàm phu ngu si chấp chăng Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có nhãn thức giới, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có nhãn xúc thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc như các phàm phu ngu si chấp chăng bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử, có phải thật có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thật có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có địa giới thật có thủy hỏa phong không thức giới như các phàm phu ngu si chấp chăng bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có nhân duyên, thật có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên như các phàm phu ngu si chấp chăng, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. này xá lợi tử có phải thật có các pháp từng duyên sanh ra như các phàm phu ngu si chấp chăng. Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có vô minh, thật có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, ưu não, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có bố thí ba la mật đa thật có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như các phàm phu ngu si chấp chăng bạch thế tôn không bạch thiện thạ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử, có phải thật có pháp không nội, thật có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, như các phàm phu ngu si chấp chăng, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có bốn niệm trụ, thật có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có thánh đế khổ, thật có thánh đế tập diệt đạo như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có bốn tịnh lự, thật có bốn vô lượng, bốn định vô sắc như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có tám giải thoát, thật có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, như các phàm phu ngu si chấp chăng, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có pháp môn Đà La Ni, thật có pháp môn Tam Ma Địa như các phàm phu ngu si chấp chăng, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có pháp môn giải thoát không? Thật có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, như các phàm phu ngu si chấp chăng, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có bậc cực hỷ thật có bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân như các phàm phu ngu si chấp chăng bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này Xá Lợi Tử, có phải thật có 5 loại mắt, thật có 6 phép thần thông như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có 10 lực Phật, thật có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có 32 tướng đại sĩ, thật có 80 vẻ đẹp phụ thuộc như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có pháp không quên mất? thật có tánh luôn luôn xả như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có trí nhất thiết, thật có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có quả dự lưu, thật có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có tất cả hạnh đại Bồ Tát, thật có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, như các phàm phu ngu si chấp chăng? bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế này xá lợi tử có phải thật có phàm phu thật có dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác đại bồ tát như lai ứng tránh đẳng giác như các phàm phu ngu si chấp chăng Bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà Phản phu ngu si có chấp như thế. Phật dạy, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tuy quán các pháp đều không có tự tánh, hoàn toàn chẳng phải thật có, nhưng đương theo thế tục phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình mà tuyên thuyết các pháp khiến cho hiểu biết chân chánh, xa lìa điên đảo